chiều thủ đô con đường bụi mờ con đường tuổi măng tre nắng vàng tươi đẹp đẽ bóng người dài trên hè con đường tình ta đi ở đây ta cài bằng hai con mồi vàng. Thường thì người ta xài bò trắng, thấy hôm nay xài hai con bò vàng. Nãy nằm ở trong cái khe núi giữa đồi Tà Phạ với núi Cô Tô. Cái này hồi xưa người ta gọi là kẹt Cần Đước. Ta mới mở cái đường từ An Tức đi lòn lòn ở trong kẹt nước này đi qua bên đập Sạch Chép. Cái này là đường mới, anh em ta đang làm mấy cái đường nước. Cái đường mới còn mới toan này chưa làm xong, bữa nay con sáng sớm nó đòi để ăn thì phải chở nó để ăn, rồi phải chở nó đi vòng tới tôi già không biết nó có chở tôi đi chơi nữa hay là anh cho lo chở về nó. Trong này còn hoang sơ, nhà cũng nhắn dễ, anh em ta đang làm đường, ta làm mấy cái mương nước. Ông bạn tôi đâu ở đây hết nhận ra Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chỗ qua bên sẽ chết rồi. Còn đoạn em ta làm cái mương nước trước. Làm gì chết vậy? Hù luôn. Là núi của tôi. Quay ông đụng đá này rồi. Con đường thành thơ. Con đường thành thơ nằm. Nghe chuyện tình. Con đường này sau này lúa gạo thì chở ra cũng dễ. Giờ thì đường xá người ta làm luôn tuồng á. Chỉ còn cái gì? Chung ngoài Bắc thì mấy cái xã xa xa cũng thấy cũng còn cài, nhưng mà ở ngoài cài có một con trâu và một con bò. Ở đây thì lúc nào cũng phải hai con, ở đây thì ta làm hai con cái cây cài. Ở trong năm nay không có thay đổi gì hết. Xe chở đá vô. Đó,
con này không đi kiếm cái gì nữa. Đứa đi hái rau rừng. Hãy thả thức bay ấy. Ờ, thân áo đó. Giờ thân nó mà cao á. À, cao thân áo đó này. Đi kiếm thốt nốt chín. Trái thốt nốt chín để về làm bánh bò thốt nốt. Rồi, biết nghe bánh bò. Bánh bò thốt nốt là món đặc biệt của người Khmer. Này là phía bên An Tức. Ở bên đây còn cây thốt nốt nhiều, còn là thốt nốt, còn cái này là cái trại làm đường thốt nốt, còn cái trại này như là hư hỏng hết rồi, không có làm nữa. Cái cây này là cây thốt nốt, ở đây thốt nốt nhiều. Dãy thốt nốt đây con đường thành thơi nằm nghe chuyện.